rồi, mình tiếp tục quay cho mình trên con một cái lần nữa các bạn. Giờ cũng đã xuất hiện mấy cái đống lúa, mình quay khá là nhiều con máy cho mình xem. Bơm khô ra hao cũng rất là hao dữ lắm.
ba sập lặn đã nên tôi còn lấy mấy dầu ra bơm các bạn ha. Khô luôn. Rồi ngoài này thì máy cắt 1-5 đang chạy thu hoạch các bạn. Cuốn sập lặn đã chưa. Chào bạn chim yến kìa bạn, đẹp đẹp ha, quá đẹp. Mới làm mới xong rồi đó các bạn, vừa hành